Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với TikTok. Thì như các bạn có thể đọc qua cái tiêu đề rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một sản phẩm rất là mới của Apestoman, đó chính là Short F. Đây là một cái sản phẩm pre-styling cực kỳ mới của nhà Apestoman mà mình mới cầm được ở thời điểm hiện tại. Thì mình rất là muốn review cho các bạn ngay lập tức về cái sản phẩm này, bởi vì cái thành công của những cái sản phẩm đến từ Apestoman ở trên thị trường Việt Nam nói riêng, nó là một cái thành công quá là lớn rồi, cho nên là đây cũng là một trong những cái sản phẩm mà đang được rất nhiều bạn quan tâm. Cái đầu tiên, trước khi mình nói về cái dòng sản phẩm này thì mình cũng muốn nói luôn là đây là sản phẩm gần như là chính thức của Apestoman. Các bạn có thể thấy này, chúng ta sẽ có một cái tem, cho nên các bạn hãy nhớ chúng ta phải dựa vào cái tem này để mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Các bạn hãy nhìn kỹ cái tem này nhá. Còn đối với cái phần vỏ ngoài của sản phẩm này thì các bạn có thể thấy đấy, nó có một cái phần vỏ ngoài nó khá là cơ bản, nó không có gì quá đặc biệt. Nếu mà có nhắc đến thì chúng ta có thể nhắc đến cái phần tem, nó được in cái tông màu neon. Thì nó cũng sẽ rất là giống một cái sản phẩm pre-styling bình thường. Và ngoài ra thì cái phần vỏ hộp cũng là làm bằng nhựa, nó không có quá nhiều điều đặc biệt. Phần vỏ xịt cũng là vỏ xịt xương, cho nên chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều điều để nói về cái phần vỏ hộp của sản phẩm này. Nếu mà có nói thì mình có thể thấy được đây là một cái sản phẩm có dung tích khá là lớn, lên đến 200ml thì nó thoải mái hơn cho chúng ta rất là nhiều, thay vì những cái chai xịt nó có dung tích khoảng 160 hoặc là 100ml. Ở trên thị trường hiện tại thì Apestoman cho chúng ta hẳn một lọ 200ml thì nó sẽ dùng thoải mái hơn rất là nhiều. Và đó là những cái review rất là nhanh của mình về cái phần vỏ hộp bên ngoài của Short F này. Thì chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều điều đặc biệt để nói về cái sản phẩm này. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử cái sản phẩm này để xem cái hiệu quả của nó như thế nào nhá. Thì như các bạn có thể thấy, mình vừa xả xong cái mái tóc rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trải nghiệm sản phẩm Short F này lên mái tóc xem nó có hiệu quả như thế nào. Thì như mình đã nói đấy, chúng ta sẽ vẫn có một cái vòi xịt xương, nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở cái sản phẩm này thì chúng ta lại có một cái mùi hương khá là dễ chịu và nhẹ. Đối với bản thân mình thì mùi này nó khá là thích, nó giống như kiểu một mùi hoa quả tổng hợp nhưng mà nó hơi ngọt một chút đấy. Thì mình khá là thích cái mùi này, nó khá là ngọt. Thì như các bạn có thể thấy, đây chính là hiệu quả của sản phẩm Short F cho mái tóc của mình. Thì các bạn có thể thấy đây, nó cho chúng ta một cái hiệu quả độ phồng khá là cao. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm và sấy tóc với cái sản phẩm này thì mình lại cảm thấy có một điều là sản phẩm này có một độ zip nó hơi cao một chút đối với mái tóc của mình. Bởi vì mái tóc của mình nó khá là dày, nhưng mà đối với những sản phẩm nào có độ zip hơi cao, nó sẽ ngay lập tức xảy ra cái tình trạng kéo tóc và làm cho tóc mình cảm thấy hơi khó chịu. Ngoài ra thì độ dính của sản phẩm này cũng dừng lại ở ngưỡng vừa đủ, nó không quá lớn giống như các sản phẩm như là Bonafide hoặc là các sản phẩm của Solesto. Nó dừng lại ở ngưỡng có độ dính vừa phải, nó làm cho bản thân mình cảm thấy rất thoải mái với độ dính này. Bên cạnh đó thì cái hiệu quả tạo form, tạo lọn của sản phẩm này thì nó rất là ok. Thì các bạn thấy này, nó cho chúng ta những lọn tóc rất là đẹp. Ngoài ra thì form tóc cũng lên rất là ổn. Có một chút lưu ý nhỏ dành cho các bạn là đối với những bạn làm tóc mỏng mà muốn sử dụng sản phẩm này ấy, thì chúng ta nên suy nghĩ thật là kỹ hoặc là chúng ta nên kết hợp như thế nào đấy để nó có sự mềm mại, để bớt đi cái độ zip. Còn nếu không, sản phẩm này sẽ đem lại độ zip khá là cao. Chứ còn về cái hiệu năng của sản phẩm này thì mình thấy những người sử dụng sản phẩm này ok nhất thì chúng ta nên có mật độ tóc từ trung bình cho nó hơi dày một chút. Nếu mà dày quá thì chúng ta nên kết hợp sử dụng theo các sản phẩm dưỡng làm tinh dầu thì nó sẽ đem lại cái sự mượt mà cho chúng ta hơn. Và đó là những cái nhận xét rất là nhanh của bản thân mình về cái sản phẩm Short F này, một sản phẩm pre-styling mới của Apestoman. Và các bạn hãy nhớ nhé, đối với tất cả các sản phẩm của Apestoman ở trên thị trường hiện tại, khi mà mua hàng thì chúng ta sẽ đều có phần tem chính hãng để check như thế này. Đó là một trong những cách rất là cơ bản và rất là dễ để chúng ta có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Bởi vì ở trên thị trường hiện tại có rất nhiều các sản phẩm nhái và giả cái thương hiệu của Apestoman. Và đó là một trong những cái điều mình nhận được rất rất nhiều thắc mắc ở thời điểm hiện tại. Cách phân biệt thế nào, rồi là cái cách để chúng ta nhận biết được chỗ hàng thật, hàng giả. Thì ngoài những cách chúng ta chọn những cái chỗ mua uy tín ra thì chúng ta cũng có thể dựa vào những cái tem này. Đây là một trong những cái cách rất là cơ bản và rất là dễ để chúng ta có thể nhận biết được, dựa vào cái tem của đây. Các bạn hãy xem lại một lần nữa. Đây là phần tem chính hãng của nhà sản xuất
cũng như là bên độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam, cho nên các bạn hãy nhớ lưu ý điều đó. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà lần đầu đến với TikTok thì like, subscribe. Bên cạnh đó các bạn hãy nhớ nhấn nút chuông cho những video nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.